Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 biến động bất ngờ, giá heo hơi vươn lên đỉnh cao mới đã cán mốc 65.000 đồng/triệu kg. Ghi nhận giá heo hơi chủ bật tăng trên cả nước, dao động trong khoảng 62.000 đến 65.000 đồng/triệu kg. Giá heo hơi miền Bắc, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi bật tăng ở nhiều tỉnh, thành. Hiện, khu vực tỉnh các Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội cùng triển khai giá heo hơi tại mức cao nhất là 65.000 đồng/triệu kg, ghi nhận tăng nhẹ 1.000 đồng/triệu kg. Cùng mức tăng trên. Thương lái tại các địa phương gồm Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang đang thu mua giá heo hơi trung mức 64.000 đồng trên kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục vẫn theo xu hướng tăng cao. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc nhìn chung đang giao dịch rất cao trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng một kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên tăng đến 2.000 đồng một kg nên bà con chăn nuôi đã có lãi khá tốt. Hiện, mức giá 62.000 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. 63.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại hai tỉnh Bình Định, Khánh Hòa và 64.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, nhóm các địa phương này có giá heo hơi cùng tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với phiên sáng qua. Cùng lúc, heo hơi tại tỉnh Quảng Nam được điều chỉnh tăng 2.000 đồng 1 kg, nâng giá thu mua lên mức 63.000 đồng kg. Trong khi đó, thương lái tại các địa phương khác tiếp tục thu mua heo hơi ổn định. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng vụt kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng nhích nhẹ theo xu hướng chung. Hiện, tỉnh Bình Dương triển khai giá heo hơi lên mức cao nhất của khu vực là 64.000 đồng 1 kg, tăng nhẹ 1.000 đồng vụt kg. Cùng mức tăng trên, thương lái tại Trà Vinh đang thu mua heo hơi tại mức 62.000 đồng 1 kg, ngang với An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu. Heo hơi tại các địa phương còn lại giao dịch không đổi so với cùng thời điểm sáng qua. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng chuột kg. Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch tập đoàn Dabaco cho hay, chi phí nuôi heo của tập đoàn hiện giao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng trên kg. Kế hoạch kinh doanh của năm 2024 dựa trên kịch bản giá bán trung bình cả năm khoảng 52.000 đồng chuột kg, tức thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Cũng theo ông Nguyễn Như So, Mặc dù nhu cầu giảm vì tác động của kinh tế khó khăn nhưng đàn heo của Việt Nam đang ít đi khiến nguồn cung bị thiếu. Do đó, giá heo hơi sẽ còn tăng trong thời gian tới. Dự báo, giá heo hơi sẽ tăng lên trong khoảng 65.000 đến 70.000 đồng kg. Trước đó, một số doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi cũng đoán định giá heo hơi trong các tháng tới có thể tăng tốt, thậm chí đạt bốc trên dưới 70.000 đồng trên kg. Lý do được đưa ra đó là giá heo hơi Việt Nam thuộc dạng biến động dữ dội vì chịu tác động từ quy mô chăn nuôi thiếu ổn định quy hoạch, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến tổng nguồn cung giảm sút, kéo giá tăng. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng giá heo sẽ còn duy trì đà tăng trong năm nay, đạt tối đa 70.000 đồng một kg nhờ nguồn cung suy giảm và phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi. Sau thời gian dài giá heo neo ở mức thấp, nên hầu hết người chăn nuôi bị thua lỗ phải treo chuồng dẫn đến đàn heo nuôi trong dân sụt giảm mạnh. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, nguồn cung hút đã khiến giá heo tăng trở lại. Hiện nay, Mỗi tạ heo hơi xuất chuồng dao động từ 6 triệu đến 6 triệu 200 nghìn đồng, tăng gần 1 triệu đồng so với tháng trước. Với giá này người chăn nuôi rất phấn khởi, mỗi tạ lãi khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Lý giải cho việc giá heo tăng mạnh, nhiều người chăn nuôi cho biết một phần do quy luật cung cầu. Vào thời điểm giá heo đạt đến đỉnh chưa từng có thì bà con ùn ùn tăng đàn, khiến cho cung vượt cầu, thương lái ép giá, thêm dịch bệnh tác động kéo giá xuống thấp. Trước tình hình thị trường có những chuyển biến tốt, thì nguồn cung chưa hồi phục dẫn đến giá heo tăng lên. Theo đó, hiện nay giá heo hơi đang ở mức 64.000 đồng/kg và trong 3 tháng tới có khả năng tiếp tục tăng cao, dự kiến 68.000 đến 70.000 đồng/kg, sau đó có khả năng đi xuống nhưng không không dưới mức 56.000 đồng/kg. Dự báo cả năm, giá heo hơi bình quân ở mức 60.000 đồng/kg. Trong 4 tháng đầu năm này, tình hình chăn nuôi khởi sắc khi giá heo đều tăng khiến người chăn nuôi tự tin tái đàn. Theo cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng đàn heo của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 4 tăng khoảng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2023. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được quản lý chặt chẽ. Việc nguồn cung khan hiếm cục bộ, giá heo hơi tăng đã tạo điều kiện để các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu tăng mạnh. Thị trường đang trên đà tăng trưởng tốt, so với thời gian trước giá heo gần đây đã tăng liên tục. Qua khảo sát chung nhiều tỉnh thành trên toàn quốc hiện mức giá đang giao động mức cao nhất từ 61 đến 65 000 đồng trên kg. Ngay cả các ông lớn trong ngành chăn nuôi đang khẳng định giá heo sẽ tiếp tục trên đà tăng và sẽ sớm cán mốc 70 000 đồng trên kg. Nhận định về tình hình phát triển của ngành chăn nuôi thời gian qua, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết chăn nuôi vẫn duy trì, phát triển theo hướng tích cực và tương đối ổn định. Nhận định về tình hình phát triển của ngành chăn nuôi thời gian qua, ông phạm kim đăng phó cục trưởng cục chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết chăn nuôi vẫn duy trì phát triển theo hướng tích cực và tương đối ổn định sản lượng chăn nuôi tiếp tục tăng đảm bảo nhu cầu tiêu dùng nội địa và phục vụ xuất khẩu đặc biệt là giá heo hơi gia cầm hơi xuất chuồng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm giảm vì vậy về trung bình giá như hiện nay thì người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi trong bối cảnh giá heo hiện lên tới 63.000 đến 65.000 đồng một kg bà con chăn nuôi đã có lãi và mạnh dạn tái đàn. Đó có thể coi là tâm lý chung của người chăn nuôi trong tỉnh khi không mạnh dạn tăng đàn, tái đàn để sản xuất. Nguồn cung cũng giảm nhiều điều này dẫn đến giá thịt heo của Việt Nam cao hơn so nhiều nước trong khu vực, chỉ sau Philippines hiện khoảng 110.000 đồng trên kg. Để khắc phục nguồn cung thiếu hụt cũng cần một thời gian khá dài. Hiện nay với giá heo hơi ở mức từ 60.000 đến 64.000 đồng một kg như hiện nay, phần lớn người chăn nuôi heo đều có lời. Xong, do chăn nuôi heo còn đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro nên nhiều hộ dân vẫn còn ngại tái đàn heo. Giá heo hơi tăng do nguồn cung tại nhiều địa phương giảm so với các tháng trước vì lượng heo tới lứa xuất bán không nhiều, cũng như do người dân giảm nuôi heo. Thời gian qua, chăn nuôi heo không có lời vì giá heo hơi ở mức thấp, trong khi giá thức ăn gia súc và nhiều chi phí đầu vào ở mức cao nên có nhiều hộ đã nghỉ nuôi heo, nhất là các hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ lẻ. Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi heo cũng giảm số lượng đàn heo nhằm hạn chế thua lỗ do giá thấp và rủi ro do dịch bệnh. Nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh heo tai xanh vẫn còn xuất hiện tại một số nơi trong nước. Dịch bệnh trong 2023 làm mất nhiều đàn nái, có áp lực nguồn cung khan hiếm. Hiện giá heo hơi ngoài thị trường khoảng 60.000 đến 64.000 đồng một kg và đang tiếp tục tăng. Người nuôi heo trang trại, ra trại được gỡ nút thắt. Với mô hình chăn nuôi heo hữu cơ sử dụng đệm lót sinh học, thức ăn cho heo chủ yếu là các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, được lên men bằng công nghệ vi sinh, không sử dụng các loại kháng sinh, chất độc hại nên an toàn, giá trị dinh dưỡng được nâng cao. Chất thải được xử lý tốt, cung cấp một lượng lớn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Chuồng trại khô ráo, sạch sẽ, giảm thiểu khí độc nhờ sử dụng điện lót sinh học, không phải rội chuồng trong suốt thời gian nuôi, không xả nước thải ra môi trường. Đặc biệt, sau khi thực hiện hiệu quả mô hình Người chăn nuôi đã tiếp tục tái sản xuất theo quy trình và nhiều hộ chăn nuôi khác cũng học hỏi làm theo để phát triển chăn nuôi heo nông hộ. Nhiều chuyên gia trong ngành dự báo với xu hướng như hiện nay, đặc biệt là thị trường tiêu thụ rất mạnh trong khi nguồn cung đang giảm, điều này khiến giá heo sẽ tiếp tục trên đạt tăng mạnh. Với mức giá 64.000 đồng như hiện tại thì lên giá 65 đến 70.000 đồng/kg sẽ chỉ trong nay mai. Bên cạnh đó một điều rất quan trọng khi thời tiết như như hiện nay bà con chăn nuôi cần kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu phi đối với con giống cần đảm bảo đúng chuẩn, đã kiểm dịch rõ ràng tránh trường hợp mua chung giống rẻ kém chất lượng. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Đáng chú ý, với mức giá khoảng 55.000 đồng một kg. Thịt lợn nhập khẩu còn rẻ hơn cả giá thịt lợn hơi xuất chuồng nội địa, 58.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá rẻ cùng số lượng thịt nhập khẩu ngày càng tăng dẫn đến tình trạng khó kiểm soát chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi cho biết đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá heo giống trong ngày hôm nay cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Giá heo giống tại miền Bắc tăng 10.000 đồng con lên mức 1,62 triệu đồng con, tại miền Trung tăng 20.000 đồng con lên mức 1,43 triệu đồng con. Tại miền Đông và Tây Nam Bộ cùng tăng 40.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 1,58 triệu đồng con và 1,38 triệu đồng con. Theo các chủ trại chăn nuôi, từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá heo hơi có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nguồn cung heo giảm hơn trong khi thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Cục Chăn nuôi nhận định Thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Điều này làm thuận lợi cho bà con chăn nuôi rất nhiều. Nếu heo hơi duy trì được mức giá từ 60.000 đồng một kg thì người chăn nuôi sẽ có được lợi nhuận ổn định, an tâm phát triển sản xuất. Ngoài việc heo hơi tăng giá, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Trong quý 1, giá thức ăn hỗn hợp giảm từ 10 đến 15% tùy loại. Cũng theo bộ này, Khả năng trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, sức tiêu thụ trên thị trường hiện vẫn chưa tăng mạnh. Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tổng đàn heo của cả nước có khoảng 24 triệu con, riêng quý 1 năm 2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đàn heo không hề giảm mà còn tăng, nguồn cung sẽ không bị thiếu hụt sự thiếu hụt nguồn cung trong một vài thời điểm hiện nay phần lớn là do trước tết khi dịch tả heo châu phi bùng phát nhiều trang trại hộ chăn nuôi bán non để tránh dịch dù heo chưa đủ trọng lượng xuất chuồng cộng với sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh trong dịp tết vừa qua thời gian tới khi lứa heo hối vụ đạt trọng lượng xuất chuồng nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn còn thấp nên khả năng heo hơi sẽ không giữ được mức giá cao theo nhiều chuyên gia thời gian qua nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn bên cạnh đó Thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Mức giá heo hơi như hiện nay đã cao hơn giá thành chăn nuôi, cục xuất nhập khẩu nhận định. Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới để chủ động ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên qua công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong thời gian qua ý thức của các hộ chăn nuôi cơ sở giết mổ nuôi nhốt động vật được nâng lên rõ rệt phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác vệ sinh tiêu độc môi trường trong chăn nuôi ông dương tất thắng cục trưởng cục chăn nuôi cho biết từ đầu năm 2024 đến nay giá heo hơi xuất chuồng tăng nhanh trên cả ba miền tính bình quân tháng 1, giá đạt 53.000 đồng ruột kg sang tháng 2 tăng thêm khoảng 4.000 đến 6.000 đồng chuột kg và tiếp tục tăng trong tháng 4. Giá heo hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát heo, bò, gà nhập lậu qua biên giới. Bên cạnh đó, nguồn cung nội địa giảm cục bộ vì cuối năm ngoái giá heo quá thấp cũng như dịch bệnh khiến nhiều người chăn nuôi xuất chuồng sớm. Tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với các tháng trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về bất cập trong công bố hợp quy thuốc thú y, theo đó, Bộ Kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng cho phép Bộ sửa đổi, bổ sung thông tư số 13 trên 2016 của Bộ Quy định về Quản lý thuốc thú y theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ cũng cho rằng, việc này vừa bảo đảm thực hiện công bố hợp quy thuốc thú y theo quy định, không phải lấy mẫu giám sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng năm, vừa không phải đánh giá quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quyết liệt triển khai các chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và giám sát chủ động sự lưu hành biến đổi của virus cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, giám sát bệnh dại, giám sát virus dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo